Rồi, có một số mẫu bong bóng phao mới về anh chị các bạn. Mình sẽ khui cho anh chị các bạn xem mẫu luôn ha. Này, bà xã bán hàng Shopee. Mọi người có thể vào Shopee để tìm kiếm ha. Này là bong bóng phao. Có mấy mẫu mới về cũng đẹp lắm. Cũng lâu, giờ mình đang lấy nha. Chúng ta lấy hàng, lấy bằng cái kiện nè anh chị bạn. Lấy lớn nè. Giá thành nó mới ra. Cập nhật cho chị các bạn xem á, những mẫu nào mà bán được đó thì lấy về bán. Thì sẽ bị có hết à. Giờ mua hàng dễ. Rồi, mình cập nhật ít mẫu cho các bạn xem nha. Đây là con vịt cánh trong ha, vịt cánh trong, vịt cánh trong. Anh chị các bạn mà không biết mẫu thì vào cái trang web trần sáng tỏ.com ha, mình có đăng lên đó những hình ảnh miễn phí rồi anh chị các bạn có thể tải về để mình coi cái mẫu. Trần sáng tỏ.com ha, vào cái danh mục là bong bóng bạc, bong bóng phao hình thú. Cái này là con vịt cánh trong nè. 1, 2, 3, 4, 5. Một lóc như thế này là 12 con ha. Một lóc này 12 con. Rồi đây là con thiên nga cát ha. Con thiên nga cát. Anh chị các bạn vào trong sáng tỏ.com là trên đó nó có hết hình ảnh rồi. Ảnh nào cũng có, tất cả các mẫu bóng phao. Đây, đây là con thiên nga. Thiên nga cát. Thì nó vận chuyển về nhiều sức. Sức này bắt buộc lại. Rồi, thì nha cát. 1, 2, 3, 4. 1, 4, 5. Một lóc là 12 cái. Đây là cái búa nè. Búa này là búa chung hay cái gì ta? Búa này là búa bé nha, búa bé chị bạn. Cái này là con khủng long ha, khủng long lớn chị bạn nha. Rồi cái này là hình con siêu nhân ha, siêu nhân. Đây là siêu nhân kiếm nha chị mình. Siêu nhân kiếm 1, 2, 3. Ở đây cũng